Huyện Cẩm Mỹ mới đây đã tổ chức Tết Quân Dân Xuân Giáp Thìn 2024. Theo đó, lực lượng vũ trang huyện đã tổ chức trao tặng gần 180 vật quà cho các hộ khó khăn, người già yếu, gia đình chính sách, người có công, quân dân tại ngũ, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, thanh niên nhập ngũ năm 2024. Với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng do các mạnh thường quân, nhà hảo tâm tài trợ. Đồng thời, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa và nghệ quân dân. Qua đó, tạo không gian, môi trường văn hóa lành mạnh, vui tươi, bổ ích cho cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang và nhân dân trong toàn huyện.